What is the supreme law of the land? The Constitution. Luật tối thượng của đất nước là gì? Hiến pháp. What does the Constitution do? Sets up the government. Defines the government. Protects basic rights of Americans. Hiến pháp làm những công việc gì? Quý vị có thể trả lời một trong các câu trả lời sau đây. Thiết lập chính phủ. Bảo vệ những quyền căn bản của người Mỹ. The idea of self-government is in the first three words of the Constitution. What are these words? We the people. Ý tưởng tự trị là ba chữ đầu tiên trong hiến pháp. Ba chữ này là gì? We the people. What is an amendment? A change to the Constitution. An addition to the Constitution. Một tu chính án là gì? Đó là một thay đổi cho bản hiến pháp. What do we call the first 10 amendments to the Constitution? The Bill of Rights. Chúng ta gọi 10 tu chính án đầu tiên cho bản hiến pháp là gì? Tuyên ngôn nhân quyền. What is one right or freedom from the First Amendment? Speech, religion, assembly, press, petition the government. Nêu tên một quyền hoặc một tự do trong tu chính án thứ nhất. Tự do ngôn luận, tự do tôn giáo, tự do hội họp, tự do báo chí, tự do khiếu kiện chính phủ. How many amendments does the Constitution have? 27. Bản hiến pháp có bao nhiêu tu chính án? 27. What did the Declaration of Independence do? Announced our independence from Great Britain. Declared our independence from Great Britain. Said that the United States is free from Great Britain. Bản tuyên ngôn độc lập đã làm gì? Thông báo nền độc lập của chúng ta khỏi Anh quốc. Tuyên bố nền độc lập của chúng ta khỏi Anh quốc. Cho biết Hoa Kỳ đã tự do khỏi Anh quốc. What are two rights in the Declaration of Independence? Life. Liberty. Pursuit of happiness. Nêu hai quyền tự nhiên hay bất khả chuyển nhượng trong tuyên ngôn độc lập. Quyền sống, quyền tự do, quyền theo đuổi hạnh phúc. What is freedom of religion? You can practice any religion or not practice a religion. Tự do tôn giáo nghĩa là gì?
Bạn có thể theo bất cứ tôn giáo nào bạn muốn hoặc không theo tôn giáo nào cả.